Chấp 403 vừa chơi đã có tài khoản vương giả. Khu vực an toàn phía tây nam tổng bộ của tập đoàn Hàn Mặc, Mặc Tôn Long, nghe nói khu vực an toàn phía tây nam của các ông đang phát triển rất tốt thì phải. Không ngờ dám chủ động sửa chữa đường cao tốc, nhưng đây tuyệt đối là quyết định ngu ngốc. Kỹ thuật lúc trước của khu vực an toàn phía tây nam đều là kỹ thuật của khu vực phía đông bọn ta. Tuy rằng bây giờ các ông đã ăn cướp một vài kỹ thuật mới về phương diện này rồi, nhưng đây vẫn là không đủ để thể hiện được dã tâm đó của các ông. Đối với sự phát triển kỹ thuật ở phương diện này, các ông nên hợp tác với khu vực phía đông bọn ta và hãy để bọn ta làm người dẫn đầu đi. Hoặc là trực tiếp bỏ tiền mua kỹ thuật mới của bọn ta, nhưng tất nhiên rồi, bọn ta sẽ không đồng ý đâu nhé. Ăn cướp kỹ thuật của các ông rõ ràng đâu có kỹ thuật về phương diện này, bộ chúng tôi đã ăn cướp kỹ thuật ngày mai của các ông sao? Còn hợp tác sao? Còn phải để các ông làm người dẫn đầu. Tôi thấy các ông muốn chiếm lấy kỹ thuật của chúng tôi làm của riêng mà. Còn có chỗ cho mấy người nói sao? Lão đệ Mặc, lo cho tên nhóc nhà ông đi. Đừng có để bản thân rơi phải cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đấy. Sự phát triển của khu vực an toàn phía tây nam các ông là không có trách nhiệm với khu vực an toàn khác, nó sẽ phá hủy hệ thống. Các ông nên làm theo trật tự hiện tại, làm rõ vị trí của bản thân, đừng có vượt quá giới hạn. Bây giờ khu vực an toàn phía tây nam đã do ta kiểm soát, chưa đến lượt các ông nói này nói nọ. Ngoài ra, bọn ta cũng không cần kỹ thuật cao cấp mà các ông bố thí. Sự phát triển của khu vực an toàn phía tây nam chỉ cần phù hợp với lợi ích của người dân ở khắp khu vực an toàn phía tây nam, thì lợi ích của các ông sẽ không còn nằm trong phạm vi cần ta quan tâm nữa. Mặc Tôn Long, ai cho ông lá gan mà dám ăn nói như vậy với khu vực phía đông hả? Ha ha ha, ta nghĩ ra rồi, là cái tên Diệp Hạo đó đúng không? Không ngờ ông lại đặt cược hết mọi thứ vào thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó. Mặc Tôn Long, bộ ông già đến hồ đồ luôn rồi sao? Mặc Tôn Long, câu nói của ông vào ngày hôm nay được tính là không nể mặt khu vực phía đông bọn ta. Ông nên biết, hậu quả của kẻ dám đối đầu với khu vực phía đông sẽ ra làm sao mà nhỉ? Cúp máy, tại sao khu vực phía đông lại biết chuyện của bên phía chúng ta một cách nhanh chóng quá vậy? Tôi vừa nãy nhận được tin tức được gửi về từ thám tử nằm vùng ở khu vực phía đông. Hỏa tiễn, là hỏa tiễn, không ngờ khu vực phía đông lại thành công đưa vệ tinh lên bầu trời. Chúng ta nhất định chính là vì cái thứ này mà bị phát hiện đó. Không ngờ lại bị khu vực phía đông dẫn trước rồi. Xem ra, năng lực của khu vực phía đông vượt xa chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng vào Diệp Hạo mà thôi. Nhất định sẽ không có vấn đề, ta tin Diệp Hạo. Bởi vì cậu ấy chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Khu vực phía đông tổng bộ khoa học kỹ thuật Hắc Hải. Ha ha ha, không ngờ cấp cao của khu vực an toàn phía tây nam lại dám ăn nói như vậy, đúng là khiến tôi cười đến muốn rớt cái răng mà. Kế hoạch của bọn họ định sẵn sẽ thất bại rồi, khoan nói đến kỹ thuật lạc hậu của bọn họ đã, chỉ với cuộc chiến giữa con người và yêu thú, đã đủ khiến mọi thứ đều bị tan tành mây khói rồi. Ha ha ha, khu vực an toàn phía tây nam rõ ràng đang lãng phí nhân lực và tiền tài mà. Bọn họ chỉ càng ngày càng tụt lại phía sau mà thôi. Khu vực phía tây nam đã muốn tìm đường chết như vậy rồi, khu vực phía đông chúng ta còn sợ cái gì nữa? Ha ha ha, đủ rồi, một lũ ngu xuẩn vô tri tụi bay. Bộ tụi bay không có coi tấm hình mà vệ tinh gửi về sao hả? Khu vực phía tây nam có thể xây dựng những tòa kiến trúc đồ sộ như vậy, chứng tỏ tập đoàn Hàn Mặc từ sớm đã giải quyết nhân tính và kỹ thuật rồi. Điều động chiến đội Long Thần dưới trướng khoa học kỹ thuật Hắc Hải chúng ta đi đến khu vực an toàn phía tây nam để nghe ngóng tin tức, nhân tiện xử lý cái tên Diệp Hạo đó luôn. Thủ lĩnh, Long Thần là chiến đội siêu cấp xếp hạng thứ tư của khu vực phía đông chúng ta. Chỉ là đi nghe ngóng tin tức và nhân tiện ám sát một tên ở khu vực phía tây nam thì thực sự cần điều động bọn họ đi làm sao? Mày đang dùng cái đầu ngu dốt đó của mày để chất vấn sự sắp xếp của tao sao? Thuộc hạ không dám, tôi đi sắp xếp liền, thông báo chiến độ Long Thần đi. Đợi đã, liên hệ với cái tên đó ở trong hoang dã, bảo hắn làm người tiên phong, vâng. Sao huyệt yêu thú bay lượn? Vương, Vương Thượng, ngài cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Mau đi thông báo cho tổ mẫu, Vương Thượng đã tỉnh dậy rồi, Vương, Vương Thượng. Vương Thượng, những cái này đều là ta bảo tụi nó đi thu thập đó, cố tình để kính hiếu với ngài. Nhưng mà, trước lúc đó thì, ta vẫn mong Vương Thượng có thể tiếp nhận nghi thức bày tỏ lòng tôn kính của tộc yêu thú bay lượn chúng ta. Bái kiến Vương Thượng, bái kiến Vương Thượng, bái kiến Vương Thượng, bái kiến Vương Thượng, là mọi người đã cứu tôi, cảm ơn nhé. Vương, Vương Thượng, không ngờ ngài lại, những việc này đều là những việc mà bọn ta nên làm. Những yêu thú nhỏ nhoi như bọn ta, nào có thể nhận được lời cảm ơn của ngài chứ? Vương Thượng cảm ơn chúng ta đó, không ngờ Vương Thượng lại cảm ơn chúng ta. Hu hu, loại người đê hèn như chúng ta lại có thể nhận được lời cảm ơn của Vương Thượng. Đời này của chúng ta đã viên mãn lắm rồi. Có quy tắc hạn chế nào đó đã bao bọc lấy địa cầu, càng tiếp cận vũ trụ thì hạn chế đó sẽ càng lớn mạnh. Vấn đề này đã được mình đích thân chứng thực rồi. Nói cách khác, càng tiếp cận địa cầu thì địa cầu on hóa sẽ càng yếu, cho nên năng lực tài khoản của mình mới sẽ biến mất. Nhưng hỏa tiễn của khu vực phía đông lại có thể đột phá cấm kỵ.
Việc này chứng tỏ được rằng càng tiếp cận bầu trời bên ngoài thì càng là quy tắc vật lý vốn có của thế giới. Nhưng tại sao lại như vậy? Quy tắc cho phép chúng ta xuyên không ở các vĩ độ và thứ nguyên không gian khác nhau, nhưng thế giới ban đầu lại có sự hạn chế và cấm kỵ như vậy. Đây rốt cuộc là tại sao chứ? Cơ giới mà mình dùng năng lực tài khoản để chế tạo ra e là cũng không tài nào đột phá quy tắc hạn chế rồi. Nhưng chiếc phi thuyền của Nana lại đến được địa cầu trước khi địa cầu on hóa, cho nên đây chính là cơ hội duy nhất có thể đi đến không gian. Mình nhất định phải tăng tốc quá trình sửa chữa chiếc phi thuyền mới được, suy cho cùng đã bị khu vực phía đông chiếm lấy cơ hội dẫn trước rồi. Mạc Tôn Long muốn gọi điện cho bạn. Diệp Hạo, khu vực phía đông đã biết chuyện của chúng ta rồi. Hơn nữa, ta cũng đã cắt đứt quan hệ với khu vực phía đông rồi. Khu vực phía đông sẽ không từ bỏ đâu, bọn họ tuyệt đối sẽ điều động binh lính đến gây rối. Năng lực của khu vực phía đông đã vượt xa năng lực của khu vực an toàn phía tây nam chúng ta rồi, với lại kế hoạch khu vực siêu cấp an toàn của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, ta lo lắng. Không cần lo lắng quá đâu, người của khu vực phía đông muốn đến được đó thì phải thông qua khu vực an toàn thứ hai trước, hơn nữa nơi đó đã sắp xây dựng xong rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ tiếp đãi đàng hoàng những vị khách đến từ khu vực phía đông tại nơi đó. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.